Em mới đang hoa đợt này vệ sinh quá ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1616 nha. Đầm này thiết kế sơ đồ cổ vuông nè, cổ vuông nhỏ nhỏ vừa phải dễ mặc thôi, không có sợ bị quá rộng đâu, cả nhìn yên tâm ha. Tay lỡ nè, dáng đồng phong xòe che khéo được cái phần bụng rất là tốt. Phần tay phòng nè, chân váy xòe thì nhìn các em của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn. Và tông màu này tông màu xanh đen nha, dễ mặc mà mặc lên thì quá sang luôn ạ. Da trắng da ngâm mặc lên đều đẹp hết. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều ok cho em luôn ha. Rồi đây em đứng gần cho mình xem chất liệu vải ren của em nó nè. Cái này ren hoa mai các chị đẹp ha, chạy viền nổi cho mình luôn cho anh nhìn ở bên ngoài á, từng cái đó hoa nó rất là nét nha. Tay em may một lớp, thân váy may kỹ hai lớp cho mình luôn, kèm hai túi khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1616, mình đặt đơn quý vị thông minh ngay cho em phía dưới luôn, mã số 1616 với số điện thoại cho em là được. Mình đang có chuyên viên gọi điện thoại cái tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mà đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình đó, còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á là nó hết hàng đó nha, tranh thủ chốt sớm giùm em tư vấn và chờ hàng. Chị Nguyễn Loan một chiếc luôn ạ. Dạ em đang mặc 1616 với chị ơi, trời cái chất liệu vải ren này rất là đỉnh luôn nha, vải ren cực kỳ đẹp. Và nhà mà chị mình nhận được hàng là mình ghiền liền luôn á. Đầu vừa rồi em về cho các chị đẹp mình làm ren hoa quỳnh với lại ren hoa hồng đúng không? Đó, và em về cho cả nhà mình á là ren màu hồng với lại ren màu trắng. Đợt này thì em về cho mình tông màu xanh nha, mỗi đợt về một màu, mỗi màu về một kiểu. Họa tiết cũng khác cho mình luôn chứ không có giống gì hết trơn á, cả nhà mình cứ yên tâm. Cho dù đặt đầm của riêng bên em đi chăng nữa không có sợ đụng hàng với những mẫu trước đâu nha. Ủa cái đầm này xinh quá các chị đẹp ơi, em đang sale luôn á. Đầm này em bán tại cửa hàng và những trang mạng khác của bên em là 480.000 đồng. Và trong bài live stream ngày hôm nay em đang có giá sale cho các chị đẹp mình một cái giá rất là yêu thương luôn, 349.000 đồng, mã số của em nó là 1616 nha. Mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới mã số 1616 với số điện thoại cho em là được. Đầm này nè cả nhà ơi, vải rất là xịn, mặc lên nhẹ tên là mát cực kỳ luôn, bên trong đúc lót khung cô tông luôn nha, cái form này cả nhà ơi. Rồi nhìn cái form giùm em, đầm này mặc đi chơi đi tiệc và nó đẹp khỏi bàn cãi luôn. Lên form nhìn một phát là thấy sang liền, có 349.000 đồng thôi. Chất lượng phải nói là tuyệt đối cao cho mình luôn nha. Về nhà nhận váy em cho mình kiểm tra thoải mái trước khi mình thanh toán. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1616 nha. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1616 với số điện thoại cho em là được ha. Chị Nguyễn Thị Nga có đơn hàng luôn ạ, chị Thi Đặng một chiếc nha. Dạ em đang mặc trên người 1616 á chứ ơi. Cổ vuông nè, phối cúc ngọc trai phía trước cho mình, nhánh eo dáng đầu phong xòe cho mình luôn. Trời cái đầm này mặc lên phong rất là đẹp, mà chỉ có giá tiền bao nhiêu ạ? Sale rẻ trong bài livestream ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi. Dạ em đang còn đầy được 4 size đấy chứ, 56kg thì chứ mình đo eo dùng em ha. Đo ngang khuỷu tay đi qua hoặc là mình đo trên rốn chờ nào nhỏ nhất đo cho là chính xác nhất cho em luôn. Nếu như 56kg em dưới 75 thì mình mặc cho em size L, em dưới 75-76 mình mặc cho em size L, em trên 76 mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha chị. Đầm đẹp lắm, chứ cái vải của nó riêng cái vải thôi là đã thấy đẹp rồi chị. Lên form lên dáng nè, may lên đúng đỉnh luôn nha. Ở đây em 54kg, em cao 1m65, đầm em cao 1m65, em mặc dài tới đây, ngang nửa bóp chân của em, thấy vậy cho nó cũng tương đối là hơi dài dài đó. Cầm cái đầm lên phải nói là chắc tay chất lượng luôn ạ. À. Dạ 53kg mặc size L cho em nào vừa chị đẹp nha. À, em 54kg mà em của em dưới 70 thì em vẫn mặc size M bình thường nha chứ. Có giao hàng luôn, một màu duy nhất thôi à chị ơi. Đầm nào hai màu em sẽ báo luôn trên livestream cho mình ha. Nhưng mà riêng cái mẫu đầm này thì em chỉ có cho cả nhà mình một màu duy nhất, không có màu thứ hai. 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chị. Tùy theo chiều cao vòng em tư vấn thêm. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1616. Đặt đơn quý vị comment ngay cho em mã 1616 với số điện thoại cho em là được. Chị Quỳnh Châu 1616 có đơn luôn ạ. À. Dạ 48kg mình mặc cho em size M sẽ vừa nha. Đừng quên chia sẻ livestream để mình được áp dụng hết giá sale nha cả nhà ơi. Dạ dù đơn 600.000 đồng mình được miễn phí hàng toàn quốc nữa chị. Đầm này giá của bình thường em bán cho mình là 480, còn mà là trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ luôn 349.000 đồng, đủ size nha. Đặt đơn comment ngay cho em 1616 với số điện thoại. Đừng quên chia sẻ like nữa nha cả nhà ơi. Như đã hứa thì đợt này á em về sơ mi chắc luôn cho các chị đẹp mình trong khi nó còn đầy đủ 4 size luôn nha. Thì mẫu đầm này mã số của em đó là 1627, em đang còn đầy đủ size hết từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg và em tối theo tầm 85-86 đổ về, cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái luôn ha. Cổ sơ mi nè rất là sang, mặc đi chơi đi tiệc được, đi làm con chạy dọc văn phòng thoải mái. Tay lỡ vai bồng nè, trời xinh lắm luôn á, dáng đầu phong xề nè cả nhà ơi. Và họa tiết của em đó, em đứng gần như mình xem họa tiết hạt dẻ dễ thương lắm luôn á, trời ơi cái màu này cả nhà ơi.
Em dùng bằng công nghệ in 3D cao cấp đấy nha. Em in cho cả nhà mình, cái này là in màu đấy nha, không phải là in nhựa đâu. Mình yên tâm, mặc lên hơi bị bền luôn á. Trời ơi, được may nè, đẹp ghê chưa. Chứ lại vải von hàng, yên tâm một phần là đầm von hàng bên nhà em không sợ quá mềm hay là quá yếu đâu nha. Giặt tay giặt máy được nha, mặc rất là bền luôn. Còn nguyên một cái em đầm này ngày hôm nay, chạy cho đáng xem em xem cho mình giá bao nhiêu ạ. Báo trước luôn, giá tại cửa hàng và những trang mạng khác của anh em hiện tại nha là 450.000 đồng cho một váy này. Nhưng trong bài livestream ngày hôm nay xem rất rẻ, chỉ có bao nhiêu ạ? 249.000 đồng, mã số sản phẩm là 1627. Mình đặt đơn mẫu đầm này của em thì mình cứ việc comment ngay trên phía dưới mã số sản phẩm 1627 với số điện thoại cho em là được. Mình đang có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo có đơn cho mình luôn, đã hàng chậm là đã hết hàng đó, tại vì cái váy này em sale quá rẻ luôn. Đó, bên hơn cả cho thấy đó, một em đầm sơ mi mới về full size giá 400 mấy, thậm chí 500 mấy là cái chuyện rất là bình thường trong cái phân khúc đầm trung niên đúng không? Giá đầm đó là bình thường. Nhưng cái mẫu váy này em mới vừa về hàng luôn, tem mát còn đầy đủ, form đẹp cho mình luôn nè. Trên lên mặt sau về nhà nhận được váy y chang như vậy nha. Sale rẻ bao nhiêu ạ? À? Giá tặng cả nhà ơi, 249.000 đồng, chỉ có 250.000 thôi. Một cái em đầm sơ mi trung niên mà cái màu này nó cũng đẹp nữa, nền đen cho mình nè. Đó, nền đen thì mặc là không có kén da nha. Họa tiết á thì đây, tông màu nè, nâu nâu xám xám nè, vàng vàng cam cam nè, màu xanh ngọc bích nè. Trời ơi dễ thương lắm. Nhìn bên ngoài xinh hơn trên livestream rất là nhiều lần luôn, chỉ có 249.000 đồng thôi. Chị Nguyễn Cho có đơn hàng, chị Ngọc Tú có đơn nha. Dạ em cho chị Bảo Châu, chị Bảo Châu hai chiếc luôn nè. Được chị ơi, đặt mấy chiếc cũng được hết trơn á, em đều sale hết cho mình đó chị. Trong bài livestream này thôi nha, không áp dụng tại cửa hàng và cũng không áp dụng những bài livestream khác. Và bài livestream này em chỉ có kéo dài 3 phút ở đây thôi. Rồi, đặt đơn bình luận cho em kỹ lưỡng về phần mã số nha. Mã là 1627 với số điện thoại. Ở đây thì em cao 1m65, đầm đây mặt dài ngang nửa bắp chân, dài qua gối em một khúc như vậy đó. Yên tâm không có sợ bị ngắn đâu. Tính ra nó cũng tương đối hơi dài dài đó. Thích mặt dài thì để dài, không thích mặt dán dài lên lai cắt ngắn cho em ha. Hai lớp, hai túi khóa kéo phía sau được một màu duy nhất thôi. Trời ơi đẹp cực kỳ. Đầm ở nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Cả nhà thấy em mặc là đẹp một thôi. Đó, cả nhà mình về nhà nhận được váy phải nói là nó đẹp gấp đôi luôn, nó rất là đẹp luôn á. Tầm ở 40-50 tuổi mặc siêu hợp. Còn chị khách nào mà mình hai mấy 30 tuổi mà đang kiếm một cái em đầm trung niên công sở á, thì đây chốt liền nha, mẫu đầm này em đang sale rẻ quá trời luôn. Khuyến khích các chị đẹp nào mà mình lần đầu tiên biết đến bên nhà em hay là lần đầu tiên coi livestream của shop á, chốt liền cho mẫu đầm này, về nhà không đẹp em không lấy tiền các chị mình luôn ha. Rồi mẫu em ra ngoài trên người, mã số sản phẩm là 1627. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em mã 1627 với số điện thoại tươi cả nhà ơi. Cái màu này mặc lên rất là tươi nhờ, không có kén da chút xíu nào cả. Có cái nền đen nè, họa tiết màu xinh tươi nhưng mà có nền đen này cả nhà ơi, mặc lên là họ siêu tân da luôn nha. Da trắng da ngâm mà gần giống người gầy ha, mình tròn người mình diện lên đều đẹp hết. Em của chị em tắm 2 cao 1m6 rồi, mặc sao hãy lên là vừa đó chứ. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1627 nha. Yên tâm về cái phần chiều cao cân nặng và số là 3 vòng thì bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn kỹ cho mình ha. Mình cứ yên tâm, em gửi hàng về nhà cho mình là giống như đo may riêng cho mình vậy đó nha. Chị Ngọc em có đơn hàng chị Diễm Trang một chiếc luôn ạ. Em đang mặc mã số 1627 nha. Các chị mình kiểm tra kỹ lại giúp em một lần nữa đi. Chị khách nào nãy giờ comment mà các bạn chưa có chốt đơn á, các bạn chưa có mà liên hệ với mình á, có nghĩa là mình bị sai mã số rồi đó. Mã của em nói là 1627 nha. Rồi số điện thoại có chia sẻ livestream từ 450.000 sắp giảm mạnh, chỉ còn có 249.000 đồng, quá trời quá đất rẻ rồi ạ. Tông màu đen mà em còn phối nhà mình thêm kim tuyến lấp lánh này, các chị đẹp ơi xuất sắc nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1613, hiện tại thì shop đang còn cho các chị đẹp mình có 3 size thôi, cho nên sale rất là lớn luôn ạ. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông tim nha, cổ nhỏ vừa, mặc lên thì nhìn gương mặt của mình rất là sáng, rất là sang luôn ha. Tay lỡ vai phồng và dáng đầm phong xòe tròn như thế này. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1613, giá cũng bình thường cả nhà mình săn sale đã là 420.000 đồng rồi. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay, chị đẹp nào mình đặt đơn và có chia sẻ livestream em sẽ giảm giá cho mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 249.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mã số của em nói là 1613 ha. Mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã 1613 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn nha. Đặt hàng chậm hết hàng rất là ổn luôn ạ. Chị Thùy Linh có đơn hàng ạ. Chị Cúc Mai một chiếc luôn nè. Dạ 249.000 đồng chứ ơi. Hiện tại nha em còn đa số cho mình là size M và là size L. Ít là em còn có một chiếc thôi là em hết luôn.
đã không có về đi về lại đâu ạ. Hôm nay thì lẻ size rồi ha, tính ra là đúng luôn là chỉ còn 2 size thôi, với lại sót được một cái size XL thôi đó. Các chị đẹp mình đặt đơn tranh thủ cố gắng lên đơn sớm ha. 40kg cho tới tầm 60-62kg. Và em tối ra thì em tầm 80-82 độ về, vậy thì mình sẽ mang đẹp thoải mái luôn ha. Mình thích cái mẫu đầm này của em thì ngay bây giờ chốt sớm, chị cần comment nhanh nghe trang cho em phía dưới. Mã số sản phẩm là 1613 với số điện thoại chị mà được bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mà đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình luôn, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á là nó sẽ hết hàng đó ạ. À, dạ 53kg thôi chị, 53kg mặc cho em size L sẽ vừa nha, đồng xinh lắm luôn á. Hai lớp nè, hai túi nè, khóa cái ẩn đồng đằng sau lưng nè, xuất sắc ghê chưa. Em cầm S65 đầm để mặc dài ngang nửa bóp chân như thế này. Mình thích mặc dáng dài dài á, mình cứ để dài dài, còn không thích mặc dáng dài thì lên like cắt ngắn ha. Em váy này nền vải sẽ là màu đen và có phối với mình những cái họa tiết. Đây, cái họa tiết này họa tiết beo ha. Và từng cái họa tiết này em dệt chỉ kim tuyến, em dệt chỉ kim tuyến màu đen luôn. Chỗ cái mẫu này này xinh lắm. Bên ngoài tại vì mình diện lên xinh hơn trên livestream nhiều. Mặc đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn á. Có 249.000 đồng thôi. Giao hàng ngon sáu ba dạ có chị đẹp bà, em giao hàng về tới tận nhà nha. Và khi chị mình nhận được đầm tại nhà, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán ha. Ngoài ra bên shop em đang có cho chị đẹp mình một cái chương trình ưu đãi á. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay mà mình dồn đơn hàng cho em là 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn. Ok chưa ạ? Rồi nếu bây giờ thích thì mình chốt sớm cho em nha. Chị Trúc mình có đơn hàng luôn ạ. Chị cẩm tiên một chiếc nha. Mỗi em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1613 ha. Nhanh tay thì còn hàng còn sai đó, chậm tay là nó hết hàng uổng lắm. Còn hay thằng shop hết rồi chị ơi, vậy mà mình đặt hàng sớm một hai hôm là còn hàng đó chị. Đầm bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà nha. Tầm mua 40-50 trở lên mình mặc hợp và sang nha. Cố gắng tranh thủ chút sớm cho em, bận đi đâu cũng đẹp hết trơn á. Tông màu này là tông màu đen ha, mình mặc lên cũng dễ nữa. Da trắng mình mà cũng đẹp, mà chị khách nào da ngâm ngâm mình dậy lên cũng ok cho em luôn ha. U 40-50 trở lên mình mặc hợp và sang đó chị. Đầm này thì em may cho mình cái kiểu dáng xòe như thế này nè. Màu sắc thì mặc lên tôn da, form em may cho mình mặc lên tôn dáng nè, vai bồng nè ha. Chân váy xòe thì nhìn cái eo của mình sẽ nhỏ và gọn hơn rất là nhiều luôn. Rồi chú ý kỹ về phần mã số cho em nha, tránh trường hợp bình luận cho chị cái đang mặc trên người, cho chị cái đang giới thiệu. Nếu như mà bình luận như vậy á thì em không có lên đơn được. Đặt đơn chỉ cần bình luận phía dưới mã thôi, 1613 với số điện thoại của mình, em gọi điện thoại tới tư vấn nha. Có chia sẻ livestream shop giảm mạnh từ 420.000 đồng xuống chỉ còn có 249.000 đồng thôi. Đây là dòng vải hiếm khó tìm cả nhà, cho nên là đợt này em về cho mình đợt đầu tiên cũng như là đợt cuối cùng luôn rồi đó. Để em về kiểu khác, mẫu khác chứ không có về cái kiểu như vậy nữa đâu ha. Thích thì mình chốt sớm, còn 10 giây cuối cùng đó. Chia sẻ livestream giảm giá ngay, mã số của em nó là 1613 ha. Đặt đơn chỉ cần comment ngay cho em 1613 với số hỏi chị Phương nào, mẫu này chị có rồi nè, em mặc đây ra cũng khen bên ngoài đẹp lắm nha. Em cảm ơn chị mình rất là nhiều luôn ạ. À, cái mẫu sơ mi này xinh quá trời các chị đẹp ạ. À, trong tủ đồ mình có họa tiết thổ cẩm chưa, hay là chị khách nào đã là tín đồ của đầm thổ cẩm nên mình chốt liền cho cái mẫu đầm này đi, mặc lên xinh lắm. Cổ sơ mi nè, đi chơi đi tiệc được, đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái cho em ha. Tay lỡ chân váy xếp ly nè, xè xè cho mình, xuất sắc ghê chưa. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 nha. Em váy này giá của mình thường cả đời mua bao nhiêu ạ? 399.000 đồng ha. Trong livestream có 179.000 thôi à. Lý do tại sao đem sale cả nhà, em còn có 2 size thôi, một size nhỏ nhất với lại một size lớn nhất cho mình ha. 40kg cho tới tầm 65-66kg thì mình sẽ mang vừa. Các chị đẹp mình cứ lên đơn đi, mặc vừa em mới gửi hàng nha, còn không mặc vừa thì em không có gửi đâu, em giới thiệu cho mình mẫu khác. Đầm này tiếc là em chỉ có một màu và một kiểu duy nhất cho mình thôi, chất liệu vải của em nó là dòng vải cách thái cao cấp nha. Nền vải sẽ là màu xanh họa tiết nè, cái này em in màu ha, em dùng công nghệ in cao cấp cho mình luôn á, cho những cái cánh hoa nè, những cái lá ở đây nè cả nhà đó, nhìn nó rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Chỗ cái đầm này đẹp lắm. 179.000 đồng thôi, mua về một lần em đảm bảo là ghiền liền, gục ngã liền luôn. Máy này chị có rồi, mua 300 mấy đó shop, em cảm ơn chị đẹp mình nhiều nha. Giá cũ em bán cho mình là 399 đó cả nhà ơi, 400.000 đó, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ luôn, 179.000 đồng chốt luôn cho các chị em mình ạ. À, ở đây em cao 1m65 đầm để mặc dài ngang nửa bắp chân như vậy ha. Thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc nè. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Chị Nguyễn Thúy có đơn hàng chị Thi một chiếc nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1526 ạ. À, mình đặt đơn thì mình ngay cho em phía dưới mã 1526 với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị đẹp mình luôn ha. Nhanh tay thì mình còn hàng còn size nha mấy chị ơi, còn chậm tay quá nó hết hàng uổng lắm luôn á. Cái dòng cát thái này cả
cho yên tâm, nó siêu mềm, mềm nè, nhẹ nè, mặc lên rất là mát, không sợ bị nhăn gì luôn. Còn cái phần chân eo này nè, là em may xếp ly nhưng mà em không có tạo độ phồng nha. Đó, xếp ly xòe thôi, xếp ly và xòe tự nhiên thôi, không có tạo độ phồng. Cho là em đứng nghiêng cho mình coi nè, không có sợ bị mập phần bụng luôn, che bụng siêu khéo. Màu này quá dễ mặc luôn ạ, da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình nhìn là cũng ok cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526 nha. Mà đặt đơn quý vị comment ngay cho em phía dưới mã 1526 với số điện thoại cho em là được ạ. 48kg mình mặc cho em size M sẽ vừa nha, chứ tùy theo chiều cao vòng eo. Em đang có cho mình hai size, chị Ngọc Lan có đơn hàng, chị Linh Linh một chiếc luôn ạ. Em đang có hai size, trong đó size M á là 40kg cho tới 52kg nha. 52-55kg cũng được, nhưng mà eo dưới 72 cho em. Thôi bây giờ tính số eo đây, chứ số cân nặng thì nó chỉ là tương đối thôi, tương đối nhắm nhắm thôi à. Rồi, eo của size M là eo dưới 72 cho shop, và eo của size 2XL là eo 80 cho tới eo 86. Nhưng mà eo 78, 77 thì mình về nhà mình bóp eo vẫn được cho em luôn nha. Bên em có chuyên viên tư vấn thêm cho mình cứ yên tâm. Rồi, nguyên một cái em váy này em đang giảm giá còn bao nhiêu? 179.000 đồng. Giá này là giá lỗ vốn cả nhà, nhưng mà chấp nhận xe tặng luôn á. Đó, bình thường cả nhà mình mua giá sỉ giá bao nhiêu? Cao hơn đúng không? Đó, 179.000 đồng mua giá lẻ nó còn rẻ hơn cả giá sỉ nữa, thậm chí là lỗ vốn luôn á. Chỗ cái cây vải đẹp như vậy, nguyên cái đầm này mới 100% luôn, 179.000 đồng thôi. Cả nhà mình thấy đây là chỗ nào, nhưng mà chấp nhận tại vì em chỉ còn có mấy chiếc thôi à, 17 chiếc size M và 23 chiếc size 2XL cuối cùng là em hết luôn, tặng cho những chị khách quen đã đồng hành với bên shop mấy năm nay, và cũng coi như là giá làm quen với những chị khách mới. Em khuyến khích chị nào lần đầu tiên coi livestream của shop á, chốt liền dây mẫu đầm này đi, mặc lên không ghiền em không lấy tiền đâu ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1526, đặt lên quý vị comment ngay cho em phía dưới nha. Mã số 1526 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn, kiểm tra kỹ lưỡng lại giùm em một lần nữa đi ạ. Mà về cái phần mã số, rồi có chia sẻ thì sẽ được chốt sale nha. Rồi tranh thủ cố gắng chốt sớm, em đứng gần cho mình coi lần nữa nè. Họa tiết đẹp lắm, nền vải màu xanh chứ không phải là màu đen đâu, nền vải màu xanh họa tiết nè. Màu đỏ đô với lại màu tím đang xen vào nhau nè, xuất sắc ghê chưa? Em có về cho cả nhà mình em váy này nha, hơi thêu và đồng có co giãn nhiều cho mình luôn, mặc lên siêu thoải mái đây ạ. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm của em nó là 1588 nha. Đầm này em may cho cả nhà mình thiết kế sẽ là cổ tròn, nguyên một cái mảng hoa thêu ở đây, hoa đỏ đỏ nè, lá thì màu vàng đồng nha, xinh lắm luôn á, mặc lên phải nói là tươi không cần tưới luôn ạ. Rồi, thân váy này em sẽ may cho cả nhà mình chất liệu vải thun dập sóng nha, co giãn cho mình luôn. Váy may một lớp kèm hai túi khóa cái ẩn nằm đằng sau lưng lê phong, đúng đẹp luôn ạ. Mảng hoa ở đây thì mặc tươi nè, còn thân váy thì may cho mình tông màu đen cho khi mà mình diện lên nhìn rất là gọn dáng luôn. Mã của em nó là 1588 nha. Các chị đẹp mình đặt đơn, quý vị comment ngay trên phía dưới. Mã 1588 với số điện thoại trên bài được 40kg cho tới là tầm 68-70kg luôn. E88 độ V, cả nhân sẽ mang đẹp thoải mái nha. Đây, cái đầm này á, chiều dài đầm cũng khá là dài luôn á. Cao mấy 65 mà đầm này mặc dài gần tới cổ chân em như thế này. Mình thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc ha. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn ạ. À, tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form đầm. Đã nhận đặt đơn ngay bây giờ mình tranh thủ cố gắng chốt sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1588. Mình đặt đơn quý vị comment ngay cho em mã 1588 với số điện thoại. Em đang giảm giá đó mấy chú ơi, đầm này vải đẹp, vải xịn lắm. Đây là lần đầu tiên em về cho mình cái vải này luôn á. Vải thun dập sóng, những cái dập sóng này nó sẽ nổi hẳn ở trên mặt vải như thế này. Đó, mặt trong mướt nè, mặt ngoài lượn sóng như vậy nè, xuất sắc nha. Đẹp lắm á chị. Và em váy này em đang có chương trình giảm giá rất là lớn luôn, chỉ còn có giá tiền là 299.000 thôi. Chị mình đặt đầm này á tại cửa hàng hay là những bài livestream khác của bên em hay là những trang mạng khác của anh em hiện tại á là tới 460 lận, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay thì chỉ có 299 thôi à. Cũng cái đầm đó thôi, mình cứ yên tâm nha. Khi mà mình về nhà nhận được váy á, em cho mình kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán luôn ạ. Dạ, 54kg mình mặc cho em size L sẽ vừa chứ nha. Đặt đơn comment ngay cho em phía dưới mã 1588 với điện thoại, đặt đơn thằng bên ngay nha, chậm tay hết hàng đó. 58kg mặc XL đây chị đẹp ạ. À, chị Nguyễn Nhu có đơn hàng luôn ạ. À, chị Ngọc Nhi một chiếc nha. Còn chị đẹp là mình đặt đơn nữa nha, bây giờ mình tranh thủ. Chị Liên Phạm còn sẽ M hôm shop em còn đó chị ơi. Mình sợ hết sai lẻ sai đúng không, tại vì bình thường sale váy là lẻ sai với sale. Em ấy này em còn cho các chị đẹp mình đầy đủ 4 size hết M, L, XL và là cả 2XL luôn, từ 40kg cho tới là tầm 68-70kg và eo tối đa tầm 88 độ V, cả nhà sẽ mang đẹp luôn nha. Mình thích cái mẫu đầm này thì ngay bây giờ mình chốt sớm cho em, mã số của em nó là 1588 với số điện
thoại cho em là được nè. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào đặt hàng nhanh em đảm bảo là có đơn cho mình luôn á, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm á là nó hết hàng đó nha. Cho mình cố gắng mình tranh thủ để lên đơn thiệt là nhanh với lại thiệt là sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng cho mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1588 nha. Đặt đơn comment ngay cho em mã 1588 với xuyên thoại cho em là được luôn. Chị Lê Liên một chiếc ạ, chị Hồng Thanh có đơn hàng luôn. 60 kg đo eo đi chơi. Đang ngang khủy tay đi qua hay là mình đặt hàng online thì mình cứ đo eo đi cho chính xác. Đang ngang khủy tay đi qua hoặc là mình đo trên rốn cho là nhỏ nhất, đo vô là chính xác nhất luôn. Eo mà dưới 62, em dưới 82 thì mình mặc cho em size XL, còn eo trên 82 mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa. Đối với đầm co giãn thì eo tầm bao nhiêu đó nha, còn đầm không co giãn thì mình phải đo. Thì cái số đo nó sẽ khác nhau. Nhưng mình cứ yên tâm, khi mà mình đặt hàng online á, bên em còn gọi điện thoại tới để tư vấn thêm cho mình một lần nữa. Nhưng mình cứ yên tâm ha. Rồi cứ việc bình luận cho em mã 1588 với số điện thoại còn lại bao nhiêu là bên em lo hết cho mình luôn. Xin chứ, chở cái hồng này xinh quá, đẹp quá các chị ơi, được có đúng một màu duy nhất thôi đó. Vải thun dập sóng, cái vải này về nhà dở ra mặc được liền nha, không cần phải mất công ủi luôn. Cái vải này lạ lắm người ơi, nó lượn sóng nó nổi lên trên mặt vải như thế này nè, nhưng mà khi mà mình sờ lên thì vẫn êm nha, êm mềm nha, không gây một chút xíu khó chịu gì đâu. Chị là khó tính nhất, chút mẫu đồng này mặc lên vẫn rất là ưng luôn ạ. Dạ 50kg mặc size M là vừa nha chứ ơi. Em còn 10 giây cuối cùng đó, mình tranh thủ chút sớm cho em đi. Mẫu em đang mặc trên người mã 1588, mình đặt lên comment ngay trên phía dưới mã 1588 với số điện thoại cho em là được ha. Đang sale rẻ từ 460 xuống chỉ còn có 299.000 đồng thôi. Đồng công sở ngày hôm nay em sale tặng cho các chị đẹp mình luôn 179.000 đồng thôi ạ. Đồng này thiết kế sẽ là cổ vest luôn nha, tay ngắn nè, chân váy xếp ly xè xè nè. Trời, cái màu của nó xinh chưa ạ, cái màu rất là đẹp luôn, tông màu nâu cho các chị đẹp mình nha, dễ mặc cực kỳ luôn. Da trắng mình mặc cũng đẹp, mà chị khách nào da ngâm mình nhìn là cũng ok. Đây mình nhìn giùm em cái chất vải của em nó nè, ok chưa. Đồng này chất vải của em nó là dòng vải cô tông lạnh cao cấp nha, vải dày mà mặc lên thì rất là đẹp luôn, mềm nha, sờ lên mướt nè, chân xếp ly nè. Trời ơi, cái chân này em may cho cả nhà mình xếp ly, không có nhúng phồng đâu nha, cho là khi mà mình diện lên đó thì không có sợ là bị mập đâu, đẹp lắm luôn đó. Cái màu nâu này bên ngoài nó đẹp hơn trên livestream nha các chị đẹp ạ, chọn xuất sắc. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1515 ha, hôm nay em sale rẻ 179.000 thôi. Thay vì giá bán cũ, giá của em nó là 420 thì trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ, đây em chỉ còn cho mình size M á là 25 chiếc, size L 16 và 2XL thì còn 18 chiếc, như vậy thôi là em hết rồi. Bình thường mỗi size là 500-1000 chiếc, mà bây giờ tổng cộng luôn á là 3 size mà chưa tới 100 chiếc luôn ạ. Cả nhà tranh thủ chút sớm nha. Em hết size XL rồi đó ạ. Chị khách nào mà bình thường mình mặc size XL đó, mình đổi lấy size 2XL về nhà bóp nhẹ phần eo được luôn nha. 179.000 đồng. Tại vì chị mình biết sao mà em kêu mà mình nâng size không? Tại vì đầm em không có về nữa, em không có còn may may về nữa đâu. Em sale đợt này là em bỏ, em về kiểu khác, mẫu khác chứ không có về lại cái kiểu này nữa đâu ạ. Chị Kim Chi một chiếc luôn ạ. Chân váy xếp ly thì em cũng về khá được rồi, và cái thân trên đó thì em sẽ mang cho mình khác kiểu. Màu thì em cũng đã về cho mình cũng nhiều màu rồi ha. Đợt này thì em về cho mình đợt cuối tao màu nâu sô cô la, rất là sang, rất là đẹp luôn. Mặc lên nè, vừa tôn da vừa gọn dáng, và giá ngày hôm nay thì rất là rẻ, 420.000 đồng, shop giảm giá cho mình chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng thôi. Các chị mà đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã số sản phẩm 1515 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình luôn, nhưng mà chị khách nào mà mình đặt hàng chậm là nó hết hàng đó nha, tranh thủ chút sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Chị Nguyễn Loan có đơn hàng luôn ạ. À, chị Cẩm Tú này, chị Thi Thi một chiếc 1515 luôn ha. Còn chị khách nào mình đặt đơn mẫu đầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em mã số sản phẩm 1515 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Đường may mũi chỉ nè, form may nè, đẹp ghê chưa, một màu duy nhất thôi. 53kg lấy size L đi chứ, em còn size L đó, em còn cho mình size M 25 chiếc, CL 16 chiếc, XL hết hàng và XL thì còn 18 chiếc cuối cùng, như vậy là em hết luôn ha. Mình thích cái mẫu đồng này thì ngay bây giờ mình chốt sớm mã số các em nó là 1515. Đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới mã 1515 với số điện thoại cho em là được. Mình em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn thêm ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình luôn đó. Nhưng mà chị khách nào đặt hàng chậm là nó hết hàng rất là ổn luôn ạ. 49kg mình mặc cho em size M sẽ vừa nha chị ơi, tùy theo chiều cao mà em tư vấn thêm ha. 50kg thì đo eo đó chứ ơi. Đo ngang khuỷu tay đi qua
hoặc là mình đo trên rốn cho là nhỏ nhất, đo vô là chính xác nhất. Nếu như mà eo của mình á, eo dưới 70 mình mặc cho em size M, eo trên 70 mặc cho em size L sẽ vừa luôn nha, xinh lắm. Đầm này dễ mặc cực kỳ luôn á chị, mặc đi chơi đi tiệc được, mặc đi làm công sở dọc văn phòng thoải mái thả ga cho em ha. Được kiểm tra hàng không sao? Được chị đẹp ạ. À, mình nhận được, được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán luôn. Đó, ok chưa? Vừa uy tín nè, vừa chất lượng nè, mà cái giá rất là rẻ luôn. Không phải là mới về đầm mà bán cho mình giá 179, cho giá này lộ vốn coi nhớ, giá lộ vốn nhưng mà ngày hôm nay em chấp nhận luôn. Giá cũ bình thường là 420 nha, ngày hôm nay em chỉ còn mười mấy chiếc thôi. Sale luôn, vừa bán vừa tặng, em khuyến khích chị đẹp nào mà mình lần đầu tiên biết đến bên nhà em á, chốt liền cho em cái mẫu đầm này. Mặc lên không ghiền, em không lấy tiền đâu ạ. À, mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1515 nha. Đặt đơn cứ việc hợp mình ngay cho em mã 1515 với số điện thoại. Em 84 mình mặc em size 2X L sẽ vừa luôn á chị, tùy theo chiều cao vòng eo ha. Em cao bao nhiêu vậy? Ở đây em cao 1m65 á chứ. Đầm này em mặc dài ngang nửa bắp chân như vậy nè. Mình thích mặc dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy cho em ha. Còn chị khách nào mà mình không thích mặc dáng dài á thì mình lên like cắt ngắn được, tùy theo ý thích của mình luôn nha. Phong công sở quá đẹp quá sang các chị ơi. Chị khách nào mà mình là tín đồ của đầm sơ mi nè, đầm vest nè, thì mình chốt liền cho em cái mã đầm này liền, không thể nào bỏ lỡ được. Đầm này em về cho cả những chất liệu vải của em, nói là dòng vải nhung tâm cao cấp nha. Vải nè, cả nhà nhìn giùm em, trời ơi rất là mịn và siêu mướt luôn ha. Tay lỡ nè, vai bồng nè, cổ sơ mi mặc đi chơi đi tiền được, mặc đi làm công sở dòng văn phòng thoải mái thả ga cho em luôn. Và dáng đầm phong xòe đây, em sang cho mình xem một vòng nè, chợ góc nào cũng đẹp, góc nào cũng sang hết. Chị khách nào có phần vai ngang bắp tay to nha em nè, chốt những cái em làm tay bồng như thế này mặc lên che khéo được, khuyết điểm rất là tốt luôn nha. Và đối với những cái em làm tay bồng như thế này, khi mà mình diện lên nó nhìn mình trẻ ra thêm vài tuổi luôn ạ. À, nhánh eo phối cúc phía trước, dáng xòe nhẹ nè, trội lên phong cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1631 nha, cả nhà nhìn đường may mũi chỉ cho em. Và em đầm này màu của em nó là màu xanh đen nha, chứ không phải màu đen đâu. Rồi bốn size cho mình dễ chọn lựa luôn, từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và em tối đa thì em tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mình thích cái mẫu đầm này của em thì ngày mai mình chốt sớm mã số của em nó là 1631 với số điện thoại cho em là được. Bên đây có chuyên viên gọi điện thoại thế tư vấn lên đơn ha. Vải dày co giãn cho mình luôn ha, dáng đầm phong xòe tròn nè, trời xuất sắc ghê chưa. Mã số của em nó là 1631, mình đặt đơn có việc gọi bên ngay cho em phía dưới mã 1631 với số điện thoại cho em là được ha. Chị Thanh Lan ok có đơn hàng, chị Trúc Nhi ok em chốt đơn hàng của chị Trúc Nhi một chiếc luôn ạ. À, mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1631 chị đẹp ơi, nhanh tay thì còn hàng còn sai, còn mình chậm tay quá là nó hết hàng rất là ổn luôn đó. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang nửa bắp chân như thế này. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc cho em ha. Còn chị khách nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn á, tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm luôn ạ. À, đẹp lắm, đường may mũi chỉ nè, mê chưa. Chị Hồng Hạnh có đơn dạ 40kg cho tới 65-66kg á chứ ơi, mặc vải mềm nha. Về nhà dở cái đầm này ra ưng nhất đó chính là cái chất liệu vải của em nó quá xuất sắc luôn á chị. Em cao 1m65, đầm này mặc dài ngang được bắp chân nè, đẹp ghê chưa. Thích mặc dài dài để dài dài, không thích mặc dáng dài lên like được ha. Dạ 63kg mình mặc cho em size 2XL sẽ vừa nha chứ ơi, tùy theo chiều cao vòng em tư vấn ạ. À, chị Nguyễn Thu một chiếc luôn ạ. À, chị Hồng Hạnh có đơn luôn, mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó là 1631 đó. Các chị mình đặt đơn thì chỉ cần bình luận mã 1631 với số điện thoại cho em là được. Em váy này em đang bán tại cửa hàng nhà em với mức giá là 480.000 đồng, nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay các chị đẹp mình đặt đơn và có chia sẻ livestream á, thì em sẽ giảm mạnh cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi. Và cái giá tiền này chị áp dụng trong bài livestream duy nhất ở đây thôi nha. Bây giờ á thì các chị đẹp mình đang coi á là em đang còn hàng còn sai vì em đang sale rẻ, nhưng mà đầm em chỉ về được có một đợt thôi à. Nhiều khi kết thúc bài livestream này em nó đã bị lẻ sai mất tiêu rồi, lẻ sai nào không biết chứ lẻ ngay cái sai của mình thì thật sự rất là ưởng luôn nha. Đầm chỉ về được một đợt thôi em báo rồi đó nha, tránh trường hợp hôm nay có đủ hàng đủ sai không thôi đặt hàng sớm ngày mai ngày mốt quay lại đây hỏi em báo hết hàng thì sợ là tới lúc đấy không biết đào đâu ra nữa, tại vì đầm chỉ về được có một đợt duy nhất. Dạ 64kg mặc 2XL cho em nha chứ ơi, đặt đơn bình luận cho em đi ạ. À, mã 1631 với số điện thoại, đừng có thiếu mã nha, mã số là quan trọng nhất đó. Rồi chị Nguyễn Thu thêm một chiếc nữa ạ. À, đầm nhà em đẹp lắm nha, nhất là đầm sơ mi chị thích lắm, em cảm ơn chị mình nhiều ạ. À, sơ mi nhà shop form đẹp nè, em cảm ơn chị đẹp mình luôn ạ. À, cảm ơn các chị mình đã đồng hành bên nhà em nè, thấy đẹp thấy ưng còn quay lại đây không bên review sản phẩm nữa. Chị nào khách mới nè, mới vừa biết đến bên shop em mà chốt cái mẫu đầm này về nhà mặc lên thấy dáng quá đẹp quá ưng thì đừng quên quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Mẫu đầm này chị khách nào tròn người có bụng chốt liền, mặc lên một phát em nói thiệt với cả nhà mình đi, cái dáng rất là đỉnh luôn, nịnh dáng cực kỳ, nhìn eo của mình nhỏ nè, vai ngang bắp tay to bụng to là che hết mọi khuyết điểm luôn ạ. À,
Dạ 49kg mình mặc cho em size M đi chị, em đang có size đó. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nó 1631 nha. Kiểm tra kỹ lưỡng lại giùm em một lần nữa. Có chia sẻ live stream 480 giảm mạnh còn 349.000 đồng. Rồi mã số 1631 kỹ lưỡng vào nha. Với số điện thoại của mình đang gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn. Em thấy ngày hôm nay em chỉ còn cho mình có 3 size cuối cùng thôi, em sẽ rẻ cho các chị đẹp mình luôn ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông nè, may cấp cắt vòng một phía trước thì em sẽ may kiểu giống như là một chiếc nơ to như vậy đó. Tay lỡ cho mình luôn ha, dáng đầm phong xòe như thế này. Và đối với những em đầm mà may kiểu dáng xòe thì khi mà mình diện lên nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt luôn nha. Mẫu đầm này em chỉ còn cho mình có 3 size nhỏ thôi, trong đó là mỗi size chỉ có mười mấy hai mấy chiếc là em hết luôn rồi nha. Cả nhà thấy thích thì ngay bây giờ mình tranh thủ chốt sớm, chỉ cần bình luận phía dưới theo cú pháp quen thuộc. Mã số sản phẩm là 1550 với số điện thoại cho em lại được em tư vấn và chào hàng luôn nha. Em thấy thì ngày hôm nay thì em sale rất là rẻ luôn, chỉ có giá là 199.000 đồng thôi ạ. À, chắc vì vậy Von nha, đem đứng gần nhà mình xem. Đây cái đầm này nè, Von chấm bi kim tuyến nha cả nhà mình. Và những cái kim tuyến này em dệt chỉ kim tuyến giặt ủi là không bay không phai nha, cũng không có sợ bị bong tróc hay là bị rơi rớt gì cả luôn. Hai lớp cho mình kèm luôn hai túi khóa cận nằm đằng sau lưng, dáng đồng phô xề này xuất sắc ghê chưa. Tông màu này rất là dễ mặc luôn, da trắng mình mà cũng được, da ngâm mình vậy cũng ok. Không phải là mới về mà em bán cho cả nhà mình 199.000 đồng đâu, giá cũ bình thường em bán cho cả nhà mình cái mẫu váy này là đã hết là 420.000 rồi. Nhưng mà trong bài live stream ngày hôm nay chị đẹp là mình đặt đơn và có chia sẻ live stream á, em sẽ giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Mình thích cái mẫu đầm này của em thì ngày bây giờ mình chốt sớm mã số của em nó là 1550 với số điện thoại cho em là được luôn ạ. À, dạ 60kg có size đó chứ, 60kg mình mặc cho em size XL sẽ vừa nha. Hiện tại em chỉ còn 3 size, em còn cho mình size M, size L với lại size XL. 40kg cho tới tầm 60-62kg ha, và eo tối là eo tầm 80-82 đổ về, cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái luôn á. Hai lớp nè, hai túi nè, khóa cái ổng nằm đằng sau lưng, đầm hơi bị xinh luôn á chị. Giá thì lại rất là rẻ nữa nha, mình tranh thủ chốt sớm. Chị Trầm Mai có đơn hàng luôn ạ, à, chị Hồng Hạnh một chiếc nha. Còn chị khách là mình đặt đơn mẫu đầm này nữa nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em đi. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm của em nó là 1550 ha. Mình đặt đơn cứ việc comment ngay cho em phía dưới mã 1550 với số điện thoại cho em là được. Bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Chị khách là mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là có đơn, còn mình đặt hàng chậm hết hàng uổng lắm luôn ạ. À, dạ 49kg mặc size M cho em là vừa nha. Có giao hàng không shop? Có chị đẹp ạ, à, em giao hàng về tới tận nhà. Và khi chị mình nhận được đầm tại nhà, mình được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán luôn. Ngoài ra bên shop em đang có cho chị mình một cái chương trình ưu đãi á, chị khách nào đặt đơn bên nhà em mà mình dồn đơn hàng cho em 600.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn, ok chưa ạ? À, rồi cứ bây giờ chốt sớm cho em đi ạ. À, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm của em nó là 1550. Mình đặt đơn có việc comment ngay cho em mã 1550 với số điện thoại cho em là được. Chị Linh Diệu 1550 nè, chị Hồng Thủy 1550 có đơn, chị Thái Hà 1550 ok, chết lên hàng cả chị yêu mình luôn ha, sale rẻ cả nhà ơi, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi, xinh lắm. Cao 1m65 thì mình mặc như em, vậy ngay được bắp chân như thế này. Thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dài dài như vậy mình mặc, rồi chị khách nào mà mình đã chém mặc dáng dài rồi, mình thích mặc dáng ngắn á thì mình có thể lên like cắt ngắn được luôn, tùy theo ý thích của mình mà không hề sợ bị mất vòng đầm. Cái đầm xinh như thế này mà giá của em đó chỉ có 199.000 đồng thôi, quá trời quá đất rẻ rồi, tranh thủ nha. Chị Phụng Minh có đơn hàng luôn ạ. À, chị Ngọc Nguyễn ok, trước đây thầy chị Ngọc Nguyễn nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số của em đó là 1550 chứ yêu nha. Đặt đơn mình luận ngay cho em mã 1550 với số điện thoại cho em là được. Em 74 mình mặc cho em size L sẽ vừa nha chị. Đầm em có size cho mình từ 40kg cho tới 60-62kg. Và eo tối đa thì eo tầm 80-82 đổ về, cả nhà sẽ mang đẹp thoải mái. Đầm anh em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà cho các chị đẹp mình từ U40-50 trở lên đó. Mình cứ việc đặt đơn thoải mái nha, mặc siêu hợp siêu sang luôn, không có lo gì hết trơn á, đẹp dữ lắm luôn á, cố gắng mình chốt sớm. Dạ em đang mặc trên người mã 1550 nha, cả nhà đặt đơn mình luận ngay cho em mã 1550 với số điện thoại cho em là được, em tư vấn và chờ hàng luôn. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh em đảm bảo là sẽ có đơn cho mình luôn á, nhưng mà chị khách nào đặt hàng chậm là nó hết hàng nha, tranh thủ chốt sớm, giá siêu rẻ luôn.